Rồi, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác ha. Hôm nay em đi bãi về được ít đồ anh em mình xem có món nào phù hợp với mình thì mọi người có thể liên hệ em qua số điện thoại và Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966 924 801 nha mọi người. Và cái số này thì em Thắng có để dưới cái phần mô tả cũng như là phần tiêu đề. Thì như thường lệ trước khi đi vào clip thì em Thắng xin nhắc lại cái hình thức giao dịch bên em. Thì bên em sẽ có hai hình thức giao dịch chuyển khoản, em bao ship, ship code mọi người gửi thêm cái phí vận chuyển giúp em. Rồi. Đầu tiên thì em Thắng sẽ vào cho mọi người một ít cái vỏ nước hiện tại mà bên em về còn lại. Thì nói chung là những cái mặt hàng này là gần như là nó chưa có xài. Những cái mặt hàng này là người ta trưng bày, người ta sẽ gắn vào những cái phần bên ngoài để anh em mình nhìn nó ha. Nói chung là hàng trưng bày nên là anh em mình thấy nước xi rồi còn khá là mới đẹp ha. Và những cái vỏ nước của Nhật á, thì nó mát ha, công nhận là nó mát tiền thiệt. Thì tại vì bây giờ mình ra cửa hàng này nọ mình mua có 100 mấy 200 nghìn gì cũng có một cái, nhưng mà những cái hàng này, hàng nước mà em đã bán tới 380 thì mọi người biết là chất lượng nó cũng khá là cao nha. Hàng mới nó thì nói chung là tầm khoảng 600 700 nghìn một chiếc đó. Thì cái này là hàng trưng bày nên là em bán nửa giá của nó. Thì cái này á, để vật liệu của mình nó làm bằng đồng nha anh em. Đây anh em thấy 500 là nó không có hít đó, những cái chi tiết, tất cả những cái chi tiết của cái vỏ nước này nó làm bằng đồng nha. Và mã bên ngoài là lớp crom niken này, cái lớp crom niken này anh em mình thấy cái màu nó sáng bóng nó đẹp như thế nào nha anh em, chứ không nhiều khi anh em mình nhìn cái tưởng là thép không rỉ nhưng mà thật ra là cái vò này nó làm bằng đồng ha. Nên là trong những cái môi trường là anh em thấy không, nó người ta gắn này nó sẽ hiện cái lớp đồng ra này đó ha. Thì trong những cái môi trường mà nước phèn hay đồ đó thì anh em mình có thể mình thay thế những cái vò nước này để mình dùng cho nó bền ha. Thì nói chung là không có cái gì mà nó vĩnh cửu hết, nhưng mà những cái đồ mà nó ngon á thì anh em mình dùng được nó lâu hơn. Còn thí dụ những cái vỏ ái thì nhiều khi là anh em mình dùng một thời gian thì nó sẽ bị hư ha. Thì vậy thôi. Thì cái răng của mình á, là con này là răng của mình là răng 21, răng thông dụng anh em mình hay dùng trong nhà mình thay thế. Và thương hiệu của mình á là thương hiệu hãng KVK, hàng chuẩn nội địa. Nó nằm theo tiêu chuẩn GS, cái tiêu chuẩn công nghệ của Nhật và cái thẩm định kiểm định như này GQA đó nè, đó. Chung là những cái vỏ nước của Nhật thì nó rất là ngon rồi, anh em mình yên tâm mình mua về mình xài. Rồi có thể gạt qua gạt lại nha anh em, gạt qua gạt lại anh em thấy không? Đó. Cái vỏ này em trước em có loại ngắn đó mà hiện tại là loại ngắn hết rồi. Đợt này về mười mấy vỏ thì hiện tại là cũng còn có ba bốn vỏ là hết rồi. Này, nói chung là chiếc nào cũng như chiếc nào thôi anh em. Trong hàng trưng bày là nó nước xi rồi, nó còn mới nha. Thì hiện tại là em còn 4 chiếc. Đó thì sắp tới thì có thể là về thêm nữa, tại vì có một số anh có nhu cầu họ ở xa nhà hay gì đó, mình muốn lắp những cái vò nước của Nhật thì mình mua cái này về mình lắp rất là ok ha. Thì hiện tại là cái loại này là em còn 4 chiếc, thì em bán bản giá cũ nha, 380 nghìn một chiếc ha, cho cái vò bằng đồng mà crom niken này ha, từ tâm tường ra tới đầu vò là 27 cm. Mã số của mình là TL1 giúp em nha, clip nào là clip TL, và mã số 1 của mình là giá 380 nghìn một chiếc. Thì hiện tại là còn 4 chiếc ha. Anh em mình lấy 4 chiếc thì em để giá rẻ cho anh em mình về mình dùng luôn, cũng như là mình trong gia đình ha. TL1 380. Rồi TL2 thì cái lưỡi cưa này em cũng còn 6-7 lưỡi. Cái này là lưỡi cưa để phay rãnh ha. Đây thiết kế của mình là lưỡi cưa của mình, cái lưỡi của mình khi mà mình gắn vào cốt á, thì nó sẽ có một cái độ xiên, nó sẽ phay được ra những cái rãnh như thế này. Và cái đường kính của cái lưỡi cưa này á, là 120 nha. Đường kính của lưỡi cưa là 120. Còn cái góc mà anh em mình phay ra thì nó sẽ từ là 3 mm này, cái rãnh là 30 mm cho đến là 15 mm ha. Tình trạng của mình là hàng nó chưa xài của Nhật nha anh em. Những cái này là giá mới bên Nhật, em có chép tìm hiểu kỹ thì nó tầm khoảng là 700-800 nghìn diện lưỡi á. Nói chung là giá nó cao lắm chứ không có rẻ đâu nha anh em, mát tiền kinh khủng. Đây là cái lưỡi của mình đó. Đây là cái tờ giấy thư gì nè, lưỡi của mình là lưỡi mới 100% chưa có xài nha. Đó. Đường kính lưỡi của mình là 120 mm nha anh em, khi 120 mm. Đó. Đây còn mới tinh luôn nha. Đó. Chưa có xài. Để anh em thấy không? Đính của mình là đâu? Nó đính những cái hợp kim như thế này nha, đầu mũi. Anh em mình phay gỗ hay là mình cắt gỗ hay là mình sử dụng để mình nói chung là vừa cắt vừa phay được. Đó. Đây, anh em thấy này, cái miếng cá của mình nó sẽ có những cái nghiêng góc độ như thế này ha. Đó, nghiêng góc độ như này này, khi mình gắn vào cái cốt này là đâu được tầm khoảng là từ 15-16 này anh em. Cốt tròn này, cái lõa tròn này, này là 15-16 nha anh em.
đó, 15 16 đến 14 cái này đó. Nói chung là anh em mình dùng cái máy cắt, và cái ti của mình thì cái độ dài là tầm khoảng 2 sen nha đó, từ bên này này, từ cái mặt bên này nha tới cái mặt bên này là 2 sen ti. Cái này là chuyên phê rãnh, anh em thấy này đó, nó có chia này, thí dụ cái rãnh 3 ly này, rãnh 4.5 này, rãnh 5.5 này, rãnh 6 này, và anh em mình nguyên qua này này 15 này. Thì lúc này cái anh em thấy này, cái cốt của em này đó, dẫn thí dụ cục tròn như thế này đúng không, thì anh em thấy cái lưỡi của mình nó sẽ xiên như thế này nè, anh em thấy không, nó sẽ tạo ra cái rãnh bự nó, nên là cái này là vừa cắt vừa phay rãnh cũng được luôn, nó rất là thuận tiện ha, 2 trong 1. Nói chung là mình xài khá là ok. Rồi cái này thì số lượng nhiều nữa là em cũng còn có 6-7 cái, hôm nay là em vẫn bán cái giá cũ cho anh em luôn, cái giá nhập luôn cho anh em luôn ha, đó, bán cái giá nhập cho anh em luôn. Cái lưỡi này em vẫn để giá cho mọi người là 150.000 một lưỡi ha, 150.000 một lưỡi ha. Mã số là TNL2 giúp em ha, 150. Theo TNL3 thì em có một cái lưỡi cát bê tông này, cái lưỡi này hôm trước em bán 500.000 luôn á, hôm nay em thanh lý giá vốn luôn đó. Cái này anh em mình thấy cái giá mới của mình là 20.800 yên này, là hai mang á, hai mang thì nói chung là nó sẽ tầm rơi vào tầm khoảng là hơn 3,5 triệu nha anh em, hơn 3,5 triệu. Cái lưỡi cát này nó chuyên cát bê tông nè, nó chuyên cát bê tông nha anh em đó. Cái lưỡi của Nhật anh em biết rồi, đeo mình là kim cương vậy nè đó, nó chuyên cắt bê tông. Nào anh em mình lên Lazada, Shopee rồi này nọ, mình mua cái lưỡi Trung Quốc này nọ cũng 1,5 triệu rồi ha. Này của thằng Sankyo Diamond nha anh em, Sankyo Diamond của Nhật nha, của Nhật nên là giá nhiều khi là giá nó cao đó. Hàng của Nhật thì cái chất lượng thì ok rồi. Rồi cái lưỡi này thì đường kính đá của mình là phi 150 nè, cốt của mình là cốt 25 nha, cốt 25 đó, dặn lưỡi cưa hợp đây. Rồi hôm nay lưỡi cưa bê tông này đường kính là 150 này, em để giá là 350 các bê tông ha, TL3 ha, 350. TL4 thì cái lưỡi này là lưỡi cắt gỗ này, cũng mới tin nè, chưa có xài, nó còn đang bọc như thế này luôn nha anh em, của thương hiệu hãng gì nè, có thông số đàng hoàng, phi 160 nè, độ dài là 2.6 mm, cốt của mình là cốt phi 20 và tổng cộng là có 40 răng đó, thông số đầy đủ của Nhật ha. Đó đây anh em thấy không, thông số đầy đủ nha. Đó, cái này là anh em mình cưa gỗ rất là ok, lưỡi mới chưa xài nha anh em, lưỡi mới chưa xài, phi 160 này là anh em mình bỏ vào một cái gỗ rất là ngon đó, rất là êm ha, phi 160. Rồi anh em thích cái lưỡi cưa 1/6 này, đây mọi người mình chốt giúp em. Đây, hôm nay hôm trước em bán 220 luôn, hôm nay em để cho mọi người 180.000 thôi, có một lưỡi duy nhất ha. Lưỡi này 180 mới chơi xài nha anh em, lưỡi này mới chơi xài, lưỡi của Nhật ha, TL4 180. Tiếp theo TL5 thì ở đây những cái mặt hàng mà sáng nay mới về nè anh em đó. Đầu tiên lên cho mọi người 10 mang cây vít này, đây một cây vít vừa sale hộ lô ha đó. Hôm trước anh em là mình mua vít dẹp của em rồi, thì hôm nay mình mua cái vít dương này. Rồi chiều dài con này là mình đo được là 20 cm nha. Đó, chiều này con này mình đo được là 20 cm này. BH2 nha anh em. Đó, đầu vít của mình là đầu mũi vít dương BH2. Đó, đầu rồi nói chung là còn đẹp. Rồi, con này em để giá đó, cho mọi người là 70.000. TL5 ha, giá 70. Đó. Theo TL6 một tí là xếp. Rồi TL6 thì cũng vậy luôn nha, con này thì dặn cắn cứng, con này còn đẹp đó, mọc chữ Japan nè ha, cắn cứng nha anh em, nó cán của mình là cắn cứng, đầu mũi vít là BH2 luôn, đầu còn đẹp đó, dài tổng thể là 20 cm luôn nha mọi người, 20 cm này. Rồi con này em để giá là 80.000 nha. TL6 giá 80.000. À. TL6 giá 80. TL7. Cái này cũng vậy nha, thương hiệu Trap này, Made in Japan này anh em thấy không? Đây, Made in Japan này, BH2 100 mm, đó, chữ này, Made in Japan này. Sản xuất 100% tại Nhật, cắn là hồi lô, cắn cầm cũng rất là ngon lành ha. Đây, cắn nó còn đó ao à, đó, rất là đẹp. Rồi đầu mũi vít của mình cũng là đầu dương BH2 đó, dài 20 cm ha, dài 20 cm. Rồi cái này em
Cũng để giá cho mọi người là 80.000 nha. Vít loại hồ lô này thì dùng rất là êm, trong gia đình rất là ngon ha. Đó. Của Nhật nha anh em, của Nhật giá mới 80.000, nhưng còn thí dụ như những hàng bãi này nọ hôm trước em bán có 30.000 diện cây cũng có, nhưng mà cái này là hàng của Nhật nha, Made in Japan đàng hoàng. TL7 80. TL8. Đây con này cũng vậy luôn. Đó. Thức cái vỏ mà nói chung là cũng còn khá là đẹp ha. Đó. Của thương hiệu hãng hãng Vercel. Đó. Vercel là một cái thương hiệu nó cũng khá là nổi tiếng của Nhật. Đó. Ha, đầm mũi vít đồ BH2 còn ngon là hết ha, giá 20 sen. Rồi con này cũng vậy nha. Giá 80.000 TL8 giúp em. TL8 ha, 80. TL9. Cái này dài nha anh em, cái này nó dài nè, dài tới 30 sen là. Đó, của Vercel luôn. Japan này ha. Đó, còn khá là ngon. Dài 30 cm nha anh em. Đó, con này là có con này là nó dài nhất. Dài được là 30 cm ha. Rồi cái con dài 30 cm này em để giá 100.000 ha. Cái vít của Vercel anh em thấy nó cũ cũ thôi chứ mình xài rất là ngon. TL9 100. TL10. Cây vít BH3 nha, cái này của Anet. Cán anh em mình về có thể mình lau thêm ha, tại vì để lau cái nó lắm nè. Đầu mũi vít BH3 đầu bự của thương hiệu Anet nha anh em. Made in Japan này. Đó. Thân của mình là thân 8 ly, thân bự ha, thân tròn 8 ly, thân bự của Anet này. Anet thì rất là ngon rồi. Đạo mũi BH3 mở vít bự nha anh em, dài là 27 cm. Rồi. Con BH3 H3 thì em cũng để giá 80 thôi. TL10. TL10 giá 80. TL11. Đây. Hai chi tiết ha. Một cái này bán là hai chi tiết luôn, một cái con vít luồng của thương hiệu Hoàng Vercel 401 ha, 401 này nè. Đó, là cái đầu này anh em mình thấy nó là 6.35. Đó mình bỏ chui 6.35 vào này. Cái chui này thì nó hơi sát nhưng mà anh em mình bỏ vào bình thường nha. Của Sunblast đó. Này thấy không? Nhúng là ngon lành hết đây. Sunblast Japan nha anh em. Đó, đây là mũi vít dương BF2 này. Đó, có thể bẻ uống được. Nào cái đai lần trước em bán 100.000 rồi, chưa tính cái vít này nữa ha. Đó, cái này anh em mình kết hợp giống như một cây vít để anh em mình vặn trong góc luôn này, này bẻ được rất là ok. Này em bán cặp ha, hai món. À, nó dài được tổng thể làm 25 sen nha. Tổng thể được 25 sen rồi. À, hai món này em để giá là 130 cho cái cây vít này ha. Hai món này 130.000. Thì mình dùng trong gia đình. Ha, TL11 130.000. Tiếp theo TL12. Cái này là một cây nối dài nè, của thương hiệu hãng Sunblast nha anh em. Này. Thấy không? Nó hơi mờ tí nhưng mà anh em mình nhìn vẫn thấy rõ ràng. Này, của hãng Sunblast nha anh em. Đó. Đây, Sunblast nha anh em. Đó. Sunblast. Cái này nó có cái này là để nó quay nè, nên mình cầm quay này mình cầm như một cây điểm tựa ha. Cái này là mình dùng cho máy bán vít nè. Đó, mình bán vào sau nè, bán nhanh nè ha. Cây nối dài. Đầu này là đầu 6.35 ha, đầu ra đầu vào rồi đều 6.35 hết. Đó, một cái thanh nối dài của thương hiệu Sunblast. Rồi, thanh nối dài này nó dài được tổng thể là 30 sen nha. Con này mã số là TL12. Rồi con này em để giá là 120.000. Đây nha, TL12 ha. TL12 120. TL13. Một cái vít luồng của thương hiệu Anet. Đó, Anet thì một cái thương hiệu nó rất là nổi tiếng ha. Anet Japan nè anh em. Đó, thương hiệu Anet ha. Đó, đầu mũi vít của mình là hai đầu ha, một đầu âm một đầu dương. Đầu âm của mình là đầu -6, đầu dương của mình là BH1, BH2, BH3 luôn đó. Nó có ba khớp như thế ha. Đầu mũi còn bốn cạnh còn đẹp. Một cây vít led lùng của Anet ha. Vít led lùng này nó dài được tổng thể là 11 cm. Ha. Hoạt động khá là ngon anh em ha. Đảo chiều gạt xuống. Hoạt động rất là êm ha. Rồi cây vít luồng của Anet ha, Made in Japan này. Đó, Made in Japan này nè, 100.000. TL13. TL13 100. Theo. TL10. TL14.
PL14 thì em có một cây cây thước kẻ cho anh em mình làm ngành mộc hay gì này bằng thép nha, thương hiệu Sinh Hoa. Về thăng về bản thép bản thước là anh em mình thấy nó còn đẹp này, nó không có bị trài xước gì hết ha. Đó, thương hiệu Sinh Hoa đó, mặt thép được còn rất là đẹp. Chế độ nha anh em, nó chế độ như thế này này đó, là anh em mình kết nối với lại bỏ thân gỗ cái này đó. Một cái thước chế độ của thương hiệu hãng Sinh Hoa, đây là cái núm để anh em mình di chuyển hàng ra bằng vô này đó, ha, khóa lại nó. Thương hiệu hãng Sinh Hoa nha anh em, hiệu chim canh cục. Cái này thì hình thức còn còn đẹp ha, còn đẹp. Rồi anh em thích cây thước của Sinh Hoa này, mọi người mình chốt giúp em hai bằng thép nha anh em, bằng thép đó, thép không rỉ á, nó khá là dài nha. Chiều dài của cái phần này mình đo được là nó dài tới là 44 sen á. Con này em để giá là 200. TL14 200.000. Tiếp theo TL15. Một cây khóa của KTC còn tem luôn nè. Tem đúng 3 mất rồi. Số 14 17. Còn khá là mới nha anh em. Đó, nên mình thích dòng khóa KTC này thì mình chốt, còn đẹp nè. Còn khá là mới luôn. 14 17 mới căng. Ha, còn như chưa có xài. Rồi anh em thích cây khóa 14 17 của KTC dòng này ha, còn mới nha anh em, 150. TL15 giúp em ha. TL15 150.000, khóa còn rất là mới ha, đầu vòng rồi sang trưng ha. TL15 150. TL16. Này của KTC nó nha anh em. Đời cũ này. Giao dịch nội địa Nhật chữ H. Thép alloy teo raben. Đó, miệng mồm rồi nói chung là còn đẹp. Cái này thì nó có vài cái vết lắm do mình để bãi thôi. Rồi con này đầu vòng đồ cũng đẹp đấy thấy không? Sáng trưng luôn. Đầu miệng chỗ này nó hơi bị lắm tí. Rồi cây khóa 12 ly này em để giá là 80. TL16 ha. 80.000. 17. Cây khóa rất là hay ha. Kết hợp hai trong một luôn. Rồi đầu tiên thì anh em mình mở này ra. Cái này là giống như một cái vít lát thôi của Japan của Nhật này. Rồi để anh em mình đổ, bỏ đầu 6.35 vào mình xài. Đầu bên này là 10 ly, bánh cốc tự động. Đó, rồi cái đầu này bỏ vô này. Đó, 10 ly ha. Đó, nó khá là hay. Đó, ha. Sử dụng để mình sử dụng những cái vít lát được rồi ha. Cái này dùng 2 trong 1 rất là hay nha anh em đó. Sử dụng những cái vít lát trong được này. Đó, đầu 6.35. Rồi bên này là mở ốc 12 ly nữa ha. Đó, rất là tiện lợi. Vừa mở ốc và mở ấy ha. Con này thì đây. Hãng này anh em SF778 The Reverse ha, cái này rất là hay ha. Rồi cái con này em để giá là 150.000 ha, cho cái dụng cụ này, vừa cái khóa và vừa cái đồ này này ha. TL17 150. TL18 18 thì em có hai con bán nha, hai con bán này nó đến từ thương hiệu hãng Top ha. Đây, hai con này là của Top nha. Rồi con này là một con 17 ly, con này là con 21 ly ha. Hai con này còn mới đẹp nha anh em, của Top hết ha, dùng cho máy bán vít 18V này. Đó, con dài con ngắn, con máy ốc 17, con máy ốc 21 ha. Hai con này em để giá là 120.000 hai con nha, hai con 120. Mã số là TL18.2. TL19 cũng hai con luôn, 17 21 luôn. Này thì không có chữ Nhật như thế này thôi ha. Đó, 6.35. Con này là 17, con này 21, hai con này 100. TL19 ha. Hai con 100. Tiếp theo TL20. TL20 thì em có một cây cưa đa năng ha, rất là hay luôn. Của thương hiệu Mirai của Nhật nha anh em. Đây. Thương hiệu của mình là thương hiệu Mirai của Nhật đó. Cán của mình còn khá là đẹp. Ha, thương hiệu Mirai ha. Đây, cái này thì anh em mình có thể mình cưa lách cưa hại ha. Cái này thì nó còn mới tinh nha anh em, lưỡi chưa xài luôn á. Này để bãi này nào thôi. Nó lắm lắm dính dính rồi nè anh em. Đó, chỉ còn lưỡi mới nha. Mới căng luôn, rất là bán ha.
Đây anh em mình xay nấm này ha, thì mình có thể mình gấp lại được nè. Ví dụ mình muốn cưa ngắn đúng không, mình cho nó vô răng đây luôn đó. Muốn cái dùng cái lưỡi nó ngắn ngắn thì mình nói mình mở mở ra ha, mở ra cho nó lỏng lỏng ra tí, rồi mình sẽ cho nó vào cái rãnh này đó. Mình sẽ sử dụng cái đầu lưỡi này ngắn thôi. Hoặc là anh em mình thích mình cưa trong những cái góc bao nhiêu đó, thí dụ góc 90 độ thì mình sẽ vặn cái này nấm lại lại đó. Hoặc là xiên gì đó thì mình cưa, nói chung là mình tăng chỉnh được cái góc mình cưa nha. Cưa này rất là hay luôn, và tình trạng của mình là nó còn khá là mới đấy. Là em bỏ vào trong đây đi cho nó bảo vệ cái lưỡi này. Nó về anh em mình muốn dùng sao thì mình lại ha, để dài cho gá hàng còn nó không bị cong cưa được anh em. Rồi cái lưỡi của mình thì đây, cái chiều dài lưỡi sử dụng của mình là nó dài tới 21 cm nha. Chiều dài lưỡi là dùng được 21 cm. Con này nó rất là hay ha, rất là ngon lành, 150.000 giúp em nha. Của Nhật ha, thương hiệu Mirai này. 150. Lưỡi còn bán nha anh em, lưỡi còn mới. TL20 150 ha. TL21 con cờ lê lực của BBK, con này là cờ lê lực 29 ly ha. 75 Newton nha anh em, 75 nm này. Cờ lê lực 29 này anh em. Đầu miệng còn rất là đẹp nha. Đó, em xem này. Đó, còn chỗ này thì em vệ sinh. Đó, cán tay cầm của thương hiệu BBK của Nhật nha anh em. Một con cờ lê lực. Con này thì lực của mình là lực 29 ha. 75 là. Rồi miệng mồm nó còn đẹp, BBK ha. Rồi anh em thích cái con cờ lê lực 29 ly này, mọi người cho giúp em mã số là TL 21 ha. Con này 380. Con này 380.000 ha. TL 21. TL 22. Một con cát ống nước của thương hiệu hãng Victor ha. Lưỡi còn mới này. Đó, dòng này cát rất là bán luôn. Đó, anh em mà dùng trong gia đình thì cát ống phi 27 trở lại thì mình nên chốt như con này nè. Cơm nhà bé cát rất là ngọt nha. Japan ha. Rồi cây cát ống phi 27 trở lại của Victor này em để giá là 180.000. TL22 ha. 180. TL23. Một cây kìm móc quả size bự nha anh em. Size 300 mm này. Sơn cay gel zit đời cũ. GWB 300 mm, rang của mình là rang măng cá. Size bự nha, size 300 thì cái ngàm của mình nó mới như là được 6 sang á. Đó, 6 bay sang này. Đó. Còn cái chiều dài tổng thể của mình là được 30 sang. Đó, bình thường là anh em mình thấy có 20 25 thôi, con này nó dài 30 size bự nha. Đó, size bự. Đó, một cây kìm móc quả size bự ha. Vỏ chỗ này thì nó cũng có bị cắn chỗ này tí ha. Không vấn đề hết, nói chung là vỏ đồ cầm còn rất là ngon. Đó. Rang cỏ nó còn đẹp nè mọi người. Đó. Rang cỏ còn đẹp. Rồi anh em nào thích cây kìm móc quả của thương hiệu hãng Sơn Cay này, mọi người mình chốt giúp em TL23 nha. Cái kìm móc quả này em để giá 250. TL23 nha, 250.000. 24. Một cây kìm ép cốt cũng còn khá là mới luôn. Cái này thì chắc nghĩ là cái ép cốt bự này của Izumi nè anh em. Và cái đầu cốt mình như thế này nha anh em. Con này nó bự, nó dài nè. Thường nó dài 27 thôi, nhưng mà con này nó dài tới là 29-30 nè. Chắc được ép được cốt. Là anh em xem đầu cốt giúp em ha, của Izumi ha, chuyên về kìm cốt. Đó, đời cổ, đồ cũ nè, xấu xích nè ha. Nước ram nó còn đen xì, còn mới ha. Đó, lò xo rồi. Mặt rất là ngon. Đó, ép cốt của mình, cái này là cái rang của ép cốt của mình, nó thiết kế kiểu rãnh chữ thập như thế này ha. Đó, ép rất là ngon. Rồi cái này em để giá là 250.000 nha. TL24 giúp em. TL24 250. TL25. Một cái kép cacton rất là độc đáo ha, của thương hiệu Dansan. Biết cái cacton cái nệm này này, MSB40S ha. Đó, đây là cái khóa chốt của mình. Đó. Đây, mình dùng khóa chốt của chỗ này ha. Lưỡi còn nguyên zin này anh em, lưỡi nó còn rất là đẹp ha. Không có mẻ mấy kia ha. Chỗ này nó có bị giam nhẹ một tí. Đó. Ha, nguyên zin, dặn bự nha anh em. Đó. Con này thì cái chiều dài mình đo được tổng thể là 25 cm nha. Chiều dài mình to được tổng thể là 25 cm. Rồi anh em thích cái cây các tôn này TL25 ha. TL25. Con này em để giá cho mọi người là 180.000. TL25 ha, 180. TL26, cây kìm tuốt của Mary rất là xịn này. Này là cán bằng thép thăng nhôm nhìn nè anh em. Này bằng nhôm này, này bằng thép này. Đó. Made in Japan nè anh em.
nó của thương hiệu Thắng Mary này, ha, chuẩn nội địa. Anh em mình xem lưỡi cát rồi rất là mới nha anh em, tuốt dây ba, lưỡi cát nó còn mới đẹp này, ốc vít ngon lành. Này nó chuyên tuốt dây ba rồi anh em. Đây, ha, tuốt rất là nhẹ nhàng anh em ha. Đó. Đây, tuốt lần lần nữa anh em bỏ vô. Đó. Đi rất là ngọt nha anh em, rất là ngọt luôn á. Của Mary ha, cái này rất là xịn luôn, vừa tuốt được dây một, vừa tuốt được dây ba. Lõa bự bên trong em nghĩ là chắc nó tuốt cái lõa da bự bên ngoài ha, tuốt dây điện ba pha đó. Rồi cây kìm tuốt dây điện rất là ngon ha, cái này em để giá cho mọi người là 300.000 ha, TL26. Con này rất là ngon, TL26 300 cho kìm tuốt dây điện của Mary này. TL27 thì cũng nhận tuốt dây điện thông thường của Vercel. Đây này, nó tuốt được dây loại 2 chấm này, lỗ bự đó. Của Vercel nha anh em, này Vercel này, nô 3500. Đây con này là vừa cắt vừa tuốt, đây này mình cắt cái này ha, tuốt cái này, này cắt, cứ thế thao tác mình sử dụng thế này, cắt tuốt rất là nhẹ nhàng này, mình bỏ vào cái lõi nhỏ nhỏ này đó, tuốt đi ha, rất là bán nha anh em. Ở những cái này anh em mình dùng trong gia đình rất là ngon. Cái này em để giá 100.000 ha, TL27 100.000. Cái này anh em mua mới cũng tầm khoảng 300.000 ở Việt Nam mình á, mua hàng mới một số cửa hàng bán á, ha, TL27 100, TL28. TL28 thì em có một cây cây này nè, cây không biết là cây này là để em mở, nó mở rang taro hay gì nè, mà thiết kế cái 3/8 như thế nào nha anh em, 3/8 chui như thế này. Đó. Này của Vercel Japan nè anh em. Mở Vercel made in Japan luôn. Có thể gặp được luôn nè. Quay cho anh em mình xem phù hợp với nhu cầu của mình dùng. Rồi chiều dài mình đo được là 14 cm. 14 cm ha. Rồi con này mã số là TL28 giúp em nha. TL28 con này giá của mình là 100.000. TL28 100. TL29 là một cái kìm cộng lực. Đó, đây, đây là cái phần khóa lại còn rất là đẹp nha, MCC Japan này, made in Japan này anh em. Vỏ màu xanh dương. Đó, còn mới nha anh em. Có nó thiết kế 45 độ như này nè, lưỡi cát còn khít rịt, còn mới kinh nè. Ha. Rồi nó dài tổng thể được là 21.5 cm. Đó, rồi cái này em để giá 180 nha. Đó, anh em mình thấy cái xéo xéo này, em mình cát rất là ok. TL29. TL29 108. TL30. Cây cần tự động 1/2 của thương hiệu Hoàng Hít ha. Hoàng Hít thì rất là ngon rồi anh em, thương hiệu nó cũng khá là lâu đời. 4RH ha, 250DS. 12.7 ha. Đây. 12.7 đường kính là cần 1/2 á. Đó cũng rất là ngon ha. Đào chiều. Đó, hoạt động nó ngon lành ha. Rồi cái cần tự động 1/2 của thương hiệu Hit này em để giá là 200.000. TL30 ha, 1/2. Còn khá là ngon ha. TL30 ha, 200. TL31. Có một cây kìm nhọn này, đa năng này anh em, của thương hiệu Evolu ha. ADB150M, vỏ giống như Kiribati anh em. Nhưng mà này của Evolu. Evolu thì có nhà máy nó gia công ở Nhật có, nhà máy gia công ở Đài Loan có, nhưng mà cái hãng này thì nó xuất về Nhật rất là ngon anh em yên tâm. Đó, có ép cốt nè, có tròn rồi rang kẹp, nói chung là cái này nó đa năng anh em, cây kìm nhọn đa năng ha, cắt rất là ngon ha. Đó. Đây mình dùng trong gia đình cũng khá là ok, cắt tuốt ép cốt rồi khá là ok ha. Rồi cái này thì nó dài được là 17 cm nha, cái này em để giá là 120.000 ha, số là TL31 120. Theo TL32, một cây kìm nhọn của Mary, vỏ dài. Đó, Mary Zodic đời cổ. Rang kìm mài kìm nó còn ngon lành ha. Vỏ đồ khá là dài dạng nha anh em. Vỏ đồ khá là dài ha. Các bán này. Đó. Ha. Các bán ngót luôn nha anh em. Đó. Mary vỏ dài, dài 16.5 ha. Đó, cái kim nhọn này còn đẹp, giá 100.000 giúp em. TL32 ha.
TL32-100, TL33, cây kim bằng của Mary, nhỏ nhỏ xinh xinh đó. Này, hãng Mary ha, hãng Mary thì rất là ngon rồi đó, những góc cạnh rồi rang kim rồi còn ngon lành hết nha mọi người đó. Vỏ dài màu vàng của Mary ha, thương hiệu Mary này thì rất nổi tiếng rồi, 16.5, rất là ngọt ha đó. Cái này là cây kim bằng size 16.5 rồi, giá 100.000 luôn ha. TL33, TL33-100, theo TL34, cây kìm bằng của Victor đó, con này còn đẹp ha, cũng còn rất là ngon này anh em đó. Thấy không, mạch kìm này đời cũ ha, cái xích đời cũ đó, rang kìm nó còn khá là ngon lành, vỏ rồi rất là tươi ha, dài 19 sen của Victor ha, dài 19 sen của Victor đó, khá là ngon, rất là bán nha anh em. Những cái kìm của Victor này anh em mình dùng rất là ngon ha, 180 nha anh em. Vỏ dài của Victor 180.000. TL34. Tiếp theo TL35, cái này là size 21 này. Size 21 này của KSS Japan này, sơ xích đầy cũ luôn. Đó, rang kìm cũng còn ok nha, người ta có dùng rồi nhưng mà còn ngon lành, dài 21.5, vỏ trơn. Các rất là ngon ha. Rồi con này 180.000 luôn nha anh em, dài 21.5 ha, size bự. TL35-180, TL36, một cây kìm cắt của Fujiya, lưỡi rồi anh em thấy còn ngon lành hết ha, lưỡi dài nên anh em mình cắt kiểm được cũng được đó, dài 16.5, vỏ cam còn đẹp, rất là bán luôn anh em, rất là bán luôn. TL36 100.000, TL36 ha 100, TL37, cây cờ lê đuôi chuột 14-17, dặn có tay cầm cao su như này rất là ngon nha anh em, made in Japan này, dặn thẳng có tay cầm super ha, số 14 và 17 này anh em đó. Con này là lâu lâu mới có dòng dòng này ha. Rồi cây 14-17 loại này 160.000. TL37 ha, TL37 160. TL38, cây búa hai đầu nhựa của vừa sale 1/2 hai đầu nhựa còn rất là đẹp nha anh em, gần như là nó còn khá là đẹp. Đường kính 25 ly, nặng được là 250 gram nha anh em, 250 gram. Đây, giờ được là 28 cm. Rồi anh em là mình thích cái búa này, mọi người cho giúp em TL38 nha. Rồi con này em để giá là 120.000 nha anh em, còn đẹp nha, 120.000. TL38 TL39 thì loại này em có hai cây này, hai cái búa nhọn còn rất là đẹp ha, màu đỏ. Đây của Nhật nha anh em, đây logo chữ này đó, cái này mới ốc 17 ly đó. Đầu nhọn đi đóng đinh nữa, nó vừa búa vừa vỏ sỉ vừa mới ốc được luôn, dài 26 cm. Rồi con này thì nó nặng được là 4 lạng nha anh em, 400 gram. Rồi con này em để giá là 140.000 ha, còn rất là đẹp. TL39 này 140, có hai cây giống nhau nha, hai cây này nặng như nhau hết, còn mới đẹp hết ha. Đó, 140 một cây. Theo TL40, cây búa đinh còn mới nè, Lokyu Made in Japan ha. Đó, còn tem còn đồ luôn, còn rất là đẹp, ta dùng lướt thôi ha. Rồi đầu đóng búa anh em mình thấy còn ngon lành hết, cắn thép còn tem này, đốt du này, nó cắn vỏ nó cũng rất là mới nha mọi người. Đó, Made in Japan này không, cái này anh em mình đóng đinh trong gia đình nó rất là ngon, cái búa tầm trung, nó nặng được là nửa ký nha anh em, nặng được nửa ký. Rồi cái búa này nó dài được là 28 cm nha, mã số cho cái búa này của mình là TL40 ha, cái này 180 ha, con nào cũng khá là mới đẹp. TL40 180.000. Tiếp theo TL41 thì đây em có một cây búa tạ của OH ha, còn rất là đẹp luôn, đầu đỏ ao luôn nha anh em, này là 3LB này, nó đầu rất là đẹp, đầu bát giác luôn nha anh em, là anh em mình về mình dùng rất là ngon luôn,
Đó, nó nặng được tổng trọng lượng 5,5 kg anh em ha. Cô OH nặng tổng trọng lượng 1,5 kg, cái này cán nó còn đẹp luôn, dài là 35 cm này, đường kính búa này là được 47, 250 ha, rất là đẹp nha anh em. Đó, cái búa tạ nặng 1,5 kg ha, nặng 1,5 kg, TL41 250.000, TL42. Cây mỏ lớp size 300 mm của con Sơn Cay, cái này còn đẹp nè. Rồi, em ha. Size 300 mm của thương hiệu Hân Sơn Cay còn khá là mới luôn. Đó. Saben nè, sơn zip nội địa Nhật đầy đủ, miền mộm rồi còn khít gần như là còn rất là mới anh em. Đó, size 300 mm ha, mở ngàm được là 36 ly. Rồi con này giá 240 ha. TL42. 240.000. Theo TL43 là một cái con mỏ lít UM ha. UM36 của thương hiệu hãng Lotte dầu tôm hùm. Đó, UM36 của Lotte dầu tôm hùm ha. Đó. Đây nó còn mới tinh nha anh em, còn rất là đẹp. Đó. Đây, size là của mình là hay nó dài được 25 cm nha anh em. Dạ được là 25 cm ha. Đó, con này là hình thức là nước si rồi, nói chung là còn khá là mới ha. UM36 mỏ lết mỏng, mới ngàm được là 36 mm ha, còn đẹp. Rồi cái này em để giá cho mọi người là 200.000 đi. UM36 ha, mỏ lết mỏng của Lotte TL43 ha. 200.000. TL44. 44 thì em còn mấy chiếc đồng hồ này anh em. Cái đồng hồ này anh em về mình bỏ pin vô mình xài nha, còn rất là ngon ha. Super HK nhìn này ha. Đó. Này là nói chung là nó có khả năng chống nước nha anh em, water resistant gì đó ha, khả năng chống nước. Về mình bỏ pin vào mình xài thôi. Bản đồng hồ này là bản 32 ly ha. Rồi. Con đồng hồ này em để giá cho mọi người là 130 nha, về bỏ pin và mình xài. TL44 ha. TL44 130. TL45. TL45 là một cái đồng hồ. Một cái đồng hồ của nữ ha. Đây, đó, đồng hồ của nữ. Tulipian nè nè, Tulipian Sport ha. Đó, này cũng có của Nhật ha, made in Japan nè. Đó, made in Japan nè, water resistant, chung có khả năng chống nước ha. Này mạch nhỏ. Nên mình xỏ vô đây ha. Đó. Này cho chị em phụ nữ nha mọi người, đó. Mua về cho vợ cũng được. Sợ da nó trông cũng đẹp, mạch đồng hồ cũng ngon này. Này mạch đồng hồ của mình là bản 22 ly, 21-22 ly vậy nè ha. Rồi con này TL45 ha, về bỏ pin vào mình xài thôi nha anh em, bỏ pin vào mình xài giá 120 luôn, phụ nữ rất là đẹp ha. TL45 120. TL46. TL46 thì một cái đồng hồ nam ha, sợi dây giãn ha, sợi dây giãn như này. Đó, đây là mạch đồng hồ ha, thương hiệu KT Quáp ha, nó màu vàng bên cái viền này, nó mạ kiểu mạ xi vàng đó, stainless steel thép không rỉ. Rồi con này thì nó có bản mạch đồng hồ của mình là bản 35 ly ha, 35 mm, sợi dây thép giãn như này ha. Đó, này anh em mình cho nam đeo ha, cho nam đeo. Rồi, cái con này em để giá là 120 luôn, về bỏ pin mà mình xài thôi nha anh em. Bỏ pin mà mình xài thôi. TL46. TL46 này, 120. Rồi. Mã số cuối cùng. TL47 thì em có một cái túi nha. Túi đựng đồ nghề của Hozan, này là đựng cho anh em mình làm điện nè ha. Làm trang điện tử á, túi bằng da rất đẹp, về anh em mình lau chùi giúp em nha. Đó, này mình đồng này. Hàng của Hozan ha, hàng của Nhật rất là chất lượng. Thì bên trong túi này nó còn là một cây nhíp ha, một cây nhíp để anh em mình gắp những cái linh kiện điện tử.
Bên này thì anh em mình có thể mình bỏ những cây vít này, mình bỏ những cây kìm này, bên này là bỏ bộ chì hàng đó. Rồi cái túi da này em để giá là 120, TL47 TL47 ha, túi này 120.000. Rồi Thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.